Ui, nặng lắm đấy. Xe ta bon trên dòng đường, từ làng quê ta băng qua ba suối đèo đổi hương. Xe ta băng qua chiến trường. Ok các bạn ơi, trước khi vào video mình giới thiệu mọi người một con game Dewin này rất là uy tín mọi người ạ. Ở đây thì có rất là nhiều game luôn, ba cào liêng, ba cây, tài xỉu đấy. Thì đây mình sẽ vào phần nạp tiền để cho mọi người xem này. Xong nạp tiền. Nạp tiền ở đây có là siêu tốc 24/7 và chuyển khoản là nạp tiền rất là nhanh, chỉ 30 giây thôi. Và còn rất là nhiều các hình thức thanh toán khác nha mọi người nhé. Ví dụ thẻ cào, Momo Pay, Zalo Pay, Viettel Pay này. Đấy. Nếu mà ai mà không có tiền đấy thì mọi người vào phần sự kiện đây. Đấy, mọi người vào báo danh hàng ngày. Này thì mình báo rồi. Đấy, báo danh sẽ được thưởng nha, 7 ngày rồi. Và một cái nữa đó thì vào Su chia sẻ trên Facebook, mọi người mà chia sẻ trên Facebook đấy, mọi người nhận được 3.000 đồng nhá. Đấy. Hay mình sẽ lướt qua cái chỗ đổi thưởng cho mọi người xem. Đây, đổi thưởng. Đấy, đổi thưởng thì mọi người đổi tối thiểu là 50.000 nhá. Và mọi người add cái số tài khoản ngân hàng của mọi người vào, mọi người bấm rút tiền là ok luôn. Trong khoảng mấy giây thôi là đã tiền về rồi. Đây, lịch sử của mình rất là nhiều luôn. Đấy, rất là nhiều, toàn bao nhiêu tiền luôn. Đấy. Rồi mình sẽ vào chơi thử game cho mọi người một phát này. Ai mình thích sóc đĩa, mình vào sóc đĩa chơi. Lẻ luôn, mình sẽ đặt lẻ luôn. Sai nào đấy, trời, thấy không, tiếng ăn luôn, lẻ luôn đấy. Rất là con game này rất là ok và uy tín nha mọi người nhé. Thì link mình để dưới phần mô tả mọi người cùng chơi của mình nha. Ok, bye. Tôi mỏng cho tất cả mọi người nhá. Tôi là Khôi cho tất cả mọi người nhá. Mình tiếp chào mọi người nhá. Thằng camera giờ này nó khôn rồi. Giờ thì mình hôm nay chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của hai mình. Hôm nay hai mình có một nhiều tung ngủ và một chai nước. Đấy, nghe đến một chai nước là các bạn đã có biết là những cái giấc ngủ ngàn thu đúng không? Dính đến thu ngủ là chỉ có ngủ phát là ngủ luôn. Vì là bọn mình đã nghĩ là cái viên thuốc này bọn mình đã pha chế và mình đã biết cái công dụng của nó ấy. Mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Khi bọn mình đang mở mắt ấy, thì nó sẽ là 3 đến 4 giờ chiều. Nhưng mà khi mà đã cho cái đống này vào trong cơ thể thì là mở mắt ra nó sẽ vào tầm độ nửa đêm. Và khi những ai trong team mình mà mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên sẽ là nhìn thấy những ngôi nhà và những đứa trẻ, không, những ông cụ bà cụ. Đấy, thế thì là phải ra đồng luôn rồi. Ra đồng luôn. Mái chéo. Mái những ngôi nhà đá hay không? À, những bông hoa nhà và những bông hồng. Được rồi. Nhưng mà mình ạ, bọn mình không biết là trong team mình là đồng chí nào sẽ là dính đầu tiên, nhưng mà bọn mình cứ gọi là cho quả chắc cốp đi. Đấy. Không biết là Toàn hay là Béo hay là Bình Tài, nhưng mà cứ thằng mình tiếp được cầm mình quay rồi, nhưng mà cứ cho vào đây thằng đứng muốn lỗ một tí thôi, thằng nào uống là thằng ấy chết lúc con chết nè, chứ biết đồ nào đen thì thằng ấy thằng được chơi và sát xuất đi. Rồi hai kỹ sư pha chế thì cũng gọi là phải, nhưng mình tương lai là sẽ mở những quán trà chanh. Những cái mũi vaccine mà các bạn tiêm ấy là hai thằng này nghĩ ra thì ai của ấy tao. Mày chỉ có tiêm lợn thôi, vaccine covid thì Tùng với Hoàng nghĩ ra đây còn gì nữa. Mẹ mày sao nhà chị Toan thì khỏe thế, đi về có làm yếu thế mỏi thế làm sao ngồi đây trời. Vừa chơi cờ bạc, vừa chơi bia với thằng này thua mẹ mất chai nước. Thế này, kinh nhỉ, dài phết này. Ở đây là Toàn đâu rồi? Toàn, tiếp theo này. Điện. Để được. Hả? Để được, cởi đi xong bèo đi cầm cơm đi. Cơm gì giờ này? Hả? Cơm gì giờ này? Cắm sớm, ăn sớm, tối nay còn nên đi lâu chơi. Tối đi chơi á? Ờ, mấy chị em đang bảo cho đi lâu chơi. Đánh chất nhà nóng hết người, chảy hết mỡ nhỉ. Nhưng mà đánh chất... Anh đánh được thù á? Nhưng mà đánh chất đi vụ, ta chấp được 3 bóng. Ai giờ buồn nữa, đấy là chồng, có thuốc cầm, quên rồi. Toàn sùng, Toàn thật rồi vui em mà. À, nước ngon thế nhỉ? Thuốc thơm phết nhỉ? Mày đéo đi. Nhìn mày uống thì mày không làm mà mày vẫn có ăn. Tao đây mua một chai nước rồi đéo cho uống. Cái chó này lừa mình cái gì rồi? Cái lồn đi. Thế mày, thế bây giờ mày xoáy ra mày. Nghe tự nhiên đang uống mày cười. Hả? Tôi bình thường có gì đâu. Sao mày ngu thế hả? Nước ngon mà.
ok nha bạn. Ngồi đây 15 phút rồi không biết thằng béo nó chắc chắn ngấm rồi. Nhưng mà chú uống chú thấy chú chứng không? Hơi rồi thôi. Đi đi. Và anh nằm sân ngủ chưa? Ăn ngon. Ngủ chú ơi. Ui, uống nhiều thế chắc. Chả biết gì đâu anh. Vô vô. Không thở đâu. Không kịp nữa rồi. Anh mà nó thấp thì xúc phạm nó. Tha hồ cười làm sao biết được. Chẳng nghe gì đâu mà. Mình sao mình không quấn chặt chiếu luôn, coi như là cổ áo. Thế nào, quấn nhà. Quấn cả chiếu thôi mình. Ôi. Cho này không cho ăn này như này. Đi lên tin em sao đi. Thôi đừng làm chết rồi đấy, đừng đâu là tay đi đưa anh đọc điều văn đi. Xin với ông. Không mình phải ra ngoài kia. Đúng rồi, sao chị thằng con chiếu luôn. Phù nặng lắm đấy. Cần cần em kiêng không? Quả này thì quần lật. Quả này mà. À lôi. Lôi này lặng lắm. Đây này, lặng này. Đây này, mình lặng này. Không, bây giờ đấy tốn chắc đấy. Nào này nó phải vài chục cân. Tốn gỗ ấy nhỉ. Này nếu mà đóng bỏ quan thì tưởng tầm 10 triệu nhưng thầy quan phải 15 triệu thôi. Hôn to hơn. Tốn tiền bạc. Ngủ chả biết gì luôn. Ngủ một thuốc. Ta tiền có khác. Lặng. Rồi. Em ra kia đi. Em ra kia. Rồi, em xuống kia lấy đầu nó đi. Rồi, thế rồi, cứ dê được. Nó sẽ nào. Anh đều ấy. Được rồi, kéo đi. Chả biết gì luôn. Nghĩ chết. Tưởng chỉ ốm qua thôi, nào ngờ củ béo đã đi về giả từ đây. Để tốc độ lên anh. Giờ đi là anh mình ra văn điển luôn chứ nhỉ. Và đi thẳng luôn, ra văn điển tiêu trước rồi nhé. Ôi trời trời gái luôn đấy. Trời khói thằng này chắc tốn nhiều ga để củ này. Thay vào lõng là cháy luôn. Cái là nó có men rượu trong người rồi vào bên không, cháy. Người nhìn lắm mỡ. Bom dập, bom rung. Xe ta bom trên dòng đường. Từ làng quê ta băng qua ba suối đeo đổi hương. Xe ta băng qua chiến trường. Chào em cô gái lăng đường. Chiếc lĩnh xe bom đạp cười. Mày sợ. Nhìn kia phải thở ai rồi này. Này, hey. Ờ, anh em mình ngắm cho em những mảnh đất nào đẹp đẹp đi. Anh cho gần gần dưới và không nhỏ. Thằng này hợp hướng Đông Bắc không nhỉ? Không, thằng này là ở Bắc Giang. Thì Bắc Giang là khu miền Bắc thì là cho hướng Bắc đi. Bắc Giang ơi. Hay là mẹ quả bộ ở giữa đường này luôn. Chúng tôi làm nó cái gì phải giữa đường đây đi. Đây anh ơi. Đây. Con này không, mình cho hẳn xe đây luôn nhỉ. Đây này, nằm mấy cái cụ gì đây. Nằm em xuống xin em đi. Đấy, chuẩn. Ui, nằm mấy cụ luôn. Đấy, chảy, nằm đây là mát ngủ luôn. Than ơi. Gia đình của chúng tôi, bạn gần xa, bà quân chú chú vô cùng thương tiếc, báo tin đồng chí béo. Thế là biệt danh như có tên là Phạm Quyến. Địa chỉ Bắc Giang. Hiện tại đang cư trú nhà tù bổng Vlog. Xin
thế. Xin vĩnh biệt cụ. Cho anh em kia, anh mình kia. Tối giờ bắt đầu từ tối rồi anh mình về để cho xem phản ứng nó dậy nhà nha, không biết là bao giờ dậy. Nhưng anh em mình phải lắp cái anh mình phải lắp cái cam mình kia để cho mình quay được. Xem phản ứng nó nhào nha các bạn nhá. Lắp để cam đây nhé. A few moments later. Để ok nha bạn, thì anh mình đợi ở nhà còn uống bia không biết rồi chán rồi, bây giờ mình nhớ ra là thằng béo bia là 7 giờ rồi mà vẫn chưa dậy. Lúc 4 giờ chiều nhỉ? 4 giờ chiều đi uống bia mà giờ chưa dậy. 19 giờ 29 ngâm thuốc là liều này nó hơi lặng. Nặng. Anh trong viên to quá. Lúc đây để xem. Lúc em ơi, lúc tao là ai, đâu là đấy, hiểu không? Mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này, hiểu không?